Đây là Chinatown ở Las Vegas nha. Quay một vòng này cho quý vị coi. Rand Market 99 cent, 99 Rand Market. Còn cái tiệm này là tiệm Sam Wu ở Las Vegas á, ngon lắm. Sam Wu Barbecue. Full cái coi. Nè, dịch quay nè, quay nè. Quá trời, toàn đồ ngon không à. Đến ai mà tới Las Vegas phải tới đây ăn nha. Tiệm Sam Wu nha, tại ngay Chinatown Las Vegas á. Thủ Lan nè. Ok. Ngon lắm á. Màu đẹp lắm. Nhỏ quá ha. À, nó cái design nó hay lắm. Còn không? Ở dưới nó có mấy cái bar cũng đẹp lắm. Dạ. Cái túi giả này nó còn vĩ đại hơn là ở Yosemite nữa. Đây là Las Vegas Esplanade gì đó. Ở bên kia là Treasure Island. Ok, quay 360 độ để quý vị biết. Chúng tôi đang vào cái building của Queen, cái sòng bài mới nhất ở đây, Queen Island.